hay được dùng pha làm nước chấm, trộn gỏi hay salad, muối dưa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một loại gia vị có thể giúp giảm cân, chống trầm cảm theo cách kỳ lạ. Nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học bang Arizona, Mỹ đã chỉ ra một loại gia vị tốt theo nhiều cách cho những người vừa muốn đánh bay cân nặng dư thừa, vừa muốn cải thiện sức khỏe tinh thần, giải quyết chứng trầm cảm. Viết trên tạp chí khoa học Nutrient, các tác giả cho biết rối loạn trầm cảm, một trong những gánh nặng sức khỏe tâm thần phổ biến trên toàn cầu, đã có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ mắc bệnh trong thập kỷ qua. Các phương pháp điều trị tiêu chuẩn bao gồm thuốc men và liệu pháp tâm lý có hiệu quả khác nhau và có thể gây ra các tác dụng nghiêm trọng. Điều này đã thúc đẩy việc tìm kiếm các liệu pháp thay thế. Trong khi đó, giấm, một dung dịch axit acetic lên men, đã nổi lên như một chất bổ sung tiềm năng vào chế độ ăn uống nhằm kiểm soát các chỉ số trong kết quả xét nghiệm máu, giảm cân và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim. Trong các nghiên cứu mới, tác giả cho thấy nó cũng đồng thời là chất chống trầm cảm tốt nhất. Nhiều tình nguyện viên là người không có bệnh mãn tính, không hút thuốc, trong chế độ tuổi từ 18 đến 45 với chỉ số khối cơ thể BMI từ 25 đến 40 đã cho bổ sung giấm bằng giấm ăn thông thường 2 muỗng canh 2 lần trên một ngày hoặc viên uống giấm 1 lần trên mỗi ngày trong 4 tuần. Trước và sau khi thử nghiệm, những người tham gia cung cấp máu nói lúc đói, ghi nhận chế độ ăn uống, được đo vòng eo, cân nặng và chiều cao. Họ cũng hoàn thành mảng câu hỏi về tiền sử sức khỏe và 2 lần đánh giá trầm cảm. Kết quả cho thấy những người được bổ sung giấm, bất kể theo cách nào, đều giảm được bệnh trầm cảm. Tuy vậy, nhóm được bổ sung giấm lỏng cải thiện được 42%, trong khi nhóm dùng viên giấm chỉ có 18%, cho thấy dường như cách bổ sung tự nhiên là tốt nhất. Tất nhiên, bạn không cần phải uống giấm loãng như họ, vì có rất nhiều cách để thêm giấm vào chế độ ăn uống. Bất ngờ hơn, cơ chế của việc chống lại trầm cảm này lại là sự tăng đến 86% nồng độ licotinamide ở nhóm dùng giấm lỏng. Đó là loại vitamin B3 liên quan mật thiết đến nhiều cơ chế trong cơ thể, bao gồm chức năng thần kinh, nhận thức và cả điều chỉnh tâm trạng. Licotinamide trong không tồn tại trong giấm, nhưng giấm đã thúc đẩy một quá trình tăng cường sản xuất licotinamide trong cơ thể. Ngoài việc tự sản xuất licotinamide, cũng có thể bổ sung loại vitamin B3 này thông qua một số thực phẩm theo Healthy Life, trong đó có quả bơ, súp lơ, bắp cải, cà chua, thịt bò, v.v. chứa hàm lượng licotinamide cao nhất. Vừa rồi, mình vừa chia sẻ cho các bạn một số loại gia vị có thể giúp giảm cân, chống trầm cảm theo cách lạ. Tuy nó lạ nhưng mà lại tìm ra được những thủ pháp khiến cho